Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thì cho đến nay vẫn đẩy hàng triệu người dân châu Âu họ lâm vào cảnh thất nghiệp. Không ít người đã phải chấp nhận quay trở lại làm những công việc chân tay. Trong đó thì phân loại rác thải đang được là nghề được những người thất nghiệp tại Pháp rất quan tâm. Tại trung tâm đào tạo việc làm Bobigny, những thanh niên này đang tham gia vào một khóa học chuyên sâu về thu gom rác trước khi họ có thể bắt tay vào làm việc như một nghề để kiếm sống. Trong chương trình học, họ được giảng dạy về cách thức xử lý công việc để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như để hoàn thành công việc không mấy dễ dàng này. Những học viên này chủ yếu là những người thất nghiệp, bỏ học từ sớm, thậm chí có những người chưa thành thạo tiếng Pháp. Khi còn nhỏ, tôi học không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hứng thú với những gì đang học và tôi muốn tiến xa hơn nữa bằng khả năng của mình. Tại trung tâm đào tạo này, bất kể là học viên xuất sắc hay yếu kém, họ cũng sẽ được tốt nghiệp với tấm bằng chứng nhận trình độ chuyên môn được chính phủ Pháp công nhận. Chúng tôi muốn kỹ năng của các học viên được công nhận. Ngày nay có nhiều điều xảy ra với việc tái chế và chúng tôi muốn rằng những người làm việc trong lĩnh vực này cũng phải được ghi nhận giá trị của họ. Người đứng sau dự án đào tạo kỹ năng thu gom rác này là ông Jory Ivanov, giám đốc công ty thu gom và xử lý rác thải Seper. Kể từ khi lên điều hành công ty vào năm 2005, doanh thu hàng năm của công ty đều đạt được từ 85 đến 160 triệu euro. Theo kế hoạch, sau khi các học viên như Adel Kassem tốt nghiệp, họ sẽ được công ty này nhận vào làm với mức lương mỗi tháng là 1.500 euro. Tại Pháp, thu gom, xử lý và quản lý rác thải là ngành không chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Đây cũng là một trong số ít các ngành liên tục tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho người lao động.